Hello anh em, hôm nay thì lại lắp cho em trai cái tay vuông tròn của xe Isuzu QKR đầu tròn anh em nhé. Đầu tròn này các bạn này, anh em mình đã phát bằng máy CNC này, điện cho nó sâu xuống. Đấy, còn cái thứ hai là cái này là tròn Hàn Quốc. Đây thì con này thì sẽ có hai kiểu lắp, một là anh em có thể lắp lên trên này đua ra, hai là anh em bắn trực tiếp vào đây. Hôm nay mình sẽ bắt trực tiếp vào đây cho em trai nhé. Đấy, con này thì hiện tại là mình sẽ bắt nó vào đây các bạn ạ. Đấy, các bạn lưu ý giúp mình là bắt được vị trí này các bạn nhé. Sau khi đánh nó đánh dấu xong này, con trên này thì các bạn bắn đinh rút, con trên này thì khoan cho các bạn nhé, khoan ít được. Đây mình sẽ khoan thủng hai lỗ. Đây là mình khoan tạo lỗ trước để trước khi mình dùng mũi khoan, mình khoan để cho nó đỡ trượt. Con này thì các bạn sẽ khoan bắn đứng rút anh em nhé. Còn con này thì mình chỉ bắn vít thôi. Thì con trên thì nó sẽ bị vào hai lớp, mà hai lớp con này nó bị lằm bắt chéo rất là khó bắn. Thành ra là mình rút kinh nghiệm rất là nhiều lần rồi, thì mình sẽ dùng đinh rút tán gen một con dưới thôi. Còn con trên thì mình sẽ bắn vít, hoặc anh em ở xa mà không có đinh rút các bạn bắn vít trực tiếp cho mình, nhưng các bạn phải bôi keo cho mình nhé. Đấy, các bạn nhìn. Đó, ok cho anh em. Xong nhá, thì bên mình sẽ bắn đi thôi các bạn. Con trên thì mình sẽ chặt đi ngắn đi một chút. Đấy, các bạn thấy không? Trên là anh bắn nhiều rồi, bên trong là có hai lớp mà mình khoan thủng con đấy thì vẫn không thể đi vào được, bắt buộc chỉ có chơi kiểu này là chuẩn nhất luôn. Đấy, các bạn thấy không, em trai thử lên nhìn thử đi xem nào. Đấy, các bạn thấy không. Đấy, còn khi nào keo là khô thì các bạn cầm tay các bạn bóc phát ra xong luôn, không phải lau bây giờ. Ok cho em. Đấy, tập luôn các bạn nhá, nhìn hết tập luôn. Đấy. Tập này là nhìn được hết cho em, nhìn được hết cả xi nhan không? Dạ. Hết xi nhan luôn đúng không? Hết đấy. Ok, đấy con này các bạn nhá. Vị trí này là em trai thấy ok đúng không? Ok nha các bạn. Ok em trai, còn gì được không? Cái này khi nào khô bóc sau nhá. Khi nào khô em cầm tay bóc hết được ngay. Không cần phải lau bây giờ, kệ nó thôi. Đấy đúng không? Biển đấy đúng không? Đúng rồi. Nước vào trong đấy. Một là bóc ra, bóc bằng PK ra, cho nước vào chui ra. Không lúc nào rảnh thì em xong. Còn không thì chạy đi xuống quận Hoàng Mai của mấy ông em ấy. Đấy, anh em thì ủng hộ mình nha các bạn nhá. Đấy, gương được đấy. Gương được thì nhà mình đầy đủ hết anh em. Còn anh em thì ủng hộ mình nhá. Cho số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Ok em trai, của em 300 thôi. Gương quan sát tốt anh em ạ nhá, gương quan sát rất là nét luôn này, hết cả sườn xe luôn này. Cảm ơn em trai nhiều, anh cảm ơn nhá. Có gì qua ủng hộ anh tiếp. Cảm ơn em trai nhiều, có gì anh em ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Thank you em trai.